Chào cả nhà nhá. Con chào tất cả các bác, cô, các chú ạ. Đây là em lên sóng Hoàng Dung này, cưới treo rồi, cỗ rồi. Đây Huệ giới thiệu cho bố Suzuki này. Vâng. Đấy, một chiếc Suzuki. Một tiếp. Em Suzuki. Chút nữa nhà cháu sẽ lên chi tiết cho các bác những em GSX 150 này nha các bác nha, bản màu đen. Cho bác nào, các bác nam hoặc là kể cả các bạn nữ cá tính rất là mạnh giúp cháu ạ. Vâng, ngay phía bên này vẫn lên cho các bác những em SH, cũng là xe máy hạng sang đời 2023, màu trắng như Ngọc Trinh giúp cháu nha. Con này 2023, con này để lâu quá, xin rồi. Để rất lâu anh ạ, chắc bán ở thành lý bán lỗ. Vâng, vẫn là... Anh em đang đến bán là thống nhất giá là 18 triệu, tí mình xem lại. Hàng hot hit cho các bác đây ạ. Một em 19, đang báo Noza Grande mình 18 triệu nhưng mà tí mình kiểm tra lại. Đấy đòi 25 ấy, mình giả 18 theo ý định muốn bán. Em Noza Grande cho các bác nha. Kể cả các bác nam, các bác nữ đều đi được giúp cháu. Thực ra là những dòng này các ông, các bà mà có bị bệnh về xương khớp thì đi nó rất là lợi cho cái xương khớp mình ạ. Chứ cháu sẽ giải thích. Đây, lên cho các bác những em xe WRS, xe đi ăn, đi làm Vespa. Những em Vespa trắng như Ngọc Trinh cho các bác đây ạ. Các chị học sinh sinh viên này, giá rất là ưu đãi vừa tiền thì cho cháu những em Janus. Không thích Yamaha thì chuyển cháu qua Lead nha, bên này nha. Em này để đồ cốp siêu siêu rộng rồi đúng không các bác? Các chị nào làm ngành thời trang, các bà các mẹ hay đi chợ đi, những em đấy rất là phù hợp giúp cháu ạ. Ở dưới này có một em cũng gọi là rất thích nổi bật giữa đám đông, Attila cho các bác nha. Nguyên Trần đó, giá rất là giá yêu thương, tình thương, mến thương thôi. Cảm ơn anh Nguyên Trần. Vâng, bên này em Noza vẫn là một Noza Grande. Ôi, cho các bác nha. Chút nữa nhà cháu sẽ lên chi tiết ạ. Đây giới thiệu anh em, đây đầu live mình đang xem con xe này. Anh em đang báo 25 nhưng mình đang giảm 18, ý định là bán rồi. Giờ mình kiểm tra, mình test lại cho anh em tí. Đây mình kiểm tra đây. Đang bán 18 triệu, mình giảm 18 luôn. Em Noza đấy. Là một yếm đẹp không? Con này yếm đẹp không? Hỏi cho anh em. Đầu máy 05 yếm. Đây, đây, đây. Rồi đây. Không, không, không. Không mua. Yếm đẹp không nát bét rồi. Trong 15 anh em ra xem. Dạ vâng. Bọn anh cứ lang thang đứng anh tránh ô tô nó đâm vô mọi người. Đây lắp cái micro vào để nói chuyện. Không không, nhưng mà không quay, anh đứng ở đấy, con đứng ở đấy để anh nghe. Không ai, nhưng mà không quay, chú ý là có cái mic này nói nó không hợp. Xe máy zin nhá. Máy zin chất hai khóa xịn con. Lại quay. Photo chính chủ đây đủ hết. Ôi thôi thôi thôi. Ôi thôi, nó quay anh. Quay xe anh, quay anh, quay anh, mất tiền. Anh em quay cho ông nào không lên, 20 triệu một phút trên bên. Xe máy zin chất, hai khóa xịn còn, photo chính chủ đầy đủ hết. Yếm còn. Thế không? Yếm về có dùng được không? Dùng được, anh hướng cái cầm dao cho em. Yếm xịn còn. Yếm đẹp không? Yếm thì bị rách cái tí chân thôi, còn yếm xịn còn. Anh tháo ra chỗ này. 205 anh em ạ, biển 19. Bán cái xe gì mà kiểu thế, bán cái xe gì mà kiểu thật đấy. Mẹ đóng 25 triệu, nói nhỏ anh em đóng 25 triệu. Nghe ông nói không ai nghe được, ông nói mình, ông nói gốc cây, ông nghe. Ông không có các mic thì ông nói một mình ông nghe. Cũng không mua được, chính thức là cũng không mua được. Nhà không còn luôn. Đóng lại riêng. Mà ám mà không đóng không. Không, một nhiều lúc không ngại đóng. Anh em mới ngại đi sóng. 18 triệu. Giờ nhà không còn.
anh em chia sẻ bài cho Hoàng Kiên nhá. Anh em cảm ơn hiện tại đang bài 276 anh em đang xem. 17 triệu. Anh mà đứng gần nào, con đứng gần thấp. Em biết đó. Em cầm chưa? Con cầm xa ra. Quay mẹ phát rồi. Thế thôi. Quay lại đi. Này đến tận góc đấy. Ê, ôi, đất xa. Không quay rồi. Không quay. Nó bỏ không quay. Máy zin không quay được càng quay. Máy zin chất. Bao giờ bỏ để ô tô chính chủ đầy đủ. Ai quá xịn còn. Không quay càng quay. Đầu bò vàng ươm. Vành viết zin hết, sơn lườn lắp zin hết. 18 triệu. Mẹ giờ zin nó đắp tiêu hiểu sao thì đắp thế sợ quá. Máy được anh ạ, máy được, con này được. Ôi thua cái anh em đền hùng ấy, em quay quay biển. Thôi lùi 500. Thôi rồi, rồi cho viết giấy này mà thôi, tốt là sóng sánh. Thế là chốt bao nhiêu rồi? 18 triệu, chốt thì viết giấy. Xe máy đại chất. Rồi, không xoay nữa. Thôi đi vào viết giấy đi, không quay nữa. Rồi anh em quay đây, chốt 18 triệu đây. Anh em này, quay vòng đi. Hôm qua Ngọc Huy cùng bán cho con Diêm đấy 18 triệu. À, Ngọc Huy. Con xe này máy ngon lắm. Con này của nó gần đây, máy được. Đầu rong xanh. Đầu máy 05. 2004. 18 triệu anh em nhá, chìa khóa còn zin. Lên cho anh em 2 triệu rưỡi nha, anh em nào thích thì mua. Hai chìa khóa zin theo xe. Zin đẹp vẫn chìa khóa vẫn zin theo xe. Zin này đắt thế. Zin đắt lắm anh ạ, chả mua được cả. Khan hiếm này, mua bán này chết. Cài. Mà mở cái yên ra nhá. Đây em quay mà lại vòng lên cái mặt trên này. Nói chung là đồ nó nguyên bản đấy, không vấn đề gì đâu. Máy chất đây là con này, máy chất lắm anh em ạ. Đây quay gần anh em xem nhá. 18 triệu còn em 2 triệu rưỡi, tất nhiên là nó sẽ không như con xe đẹp như con long lanh như 27, 28, 30 triệu nhưng mà thôi nó khuôn khuôn. Máy này máy chất. Máy zin nhá anh em nhá. Máy zin. Máy zin máy chất. 340 anh em xem. Nhà chào nhá. Em này vào là 18 triệu rồi nha các bác nha. Cài. Biển 19K3 1297. Đến đây mở rách một tí váy anh em nhá. Ở tiếp theo con xe này chắc lỗ bán mẹ. Đầu tiên tưởng lãi là lỗ này, mua xe này. SH cho các bác thôi nha. 93 à, triệu. Đời 2023 hẳn hoi luôn các bác ạ. 160. Mà lại lỗ như thế này. 160 ạ. Lại còn phanh ABS cho các bác nữa chứ. Như này bán lỗ này. Điện lê. Tiếc thật. Yên áo. Đó, điện lê ơi. Em nó đến từ 89 Hương Yên cho các bác nhá. 89E1 ạ, 88487 đây. Rồi, mấy con xe bán hết rồi. Tài xanh cũng đã spa để lại hết cho các bác ạ. Thế tài thôi. 160 cho các bác nhá. Em đọc 25 triệu mình giả chơi. Mày. Em mẹ giả đùa rẻ chơi 18 triệu bán luôn. Nhưng mà bớt 500 không xong. Đấy, có anh Long Hổ chốt 20 triệu nhé. Ôi 500 là gì? Quân quyền rất đông, ở nhà mình đông người lắm. Thật ra anh em quân quyền đông 40 con người. Anh em ai ai quản lý nhân sự biết. Anh em 40 người không đơn giản đâu. 500 mỗi người được 100.000. Thêm 500 mỗi người được 100.000 thôi anh em nhé. Cái buổi live này không đơn giản đâu. Anh em bê mâm. Xe này mình bán 93 triệu chứ. Dạ cũng rất là yêu thương đây cho các bác rồi ạ. Các có thể quay lại cho con cái cảm ơn anh Nguyễn Tiền, Nguyễn Tiền nhá. Đã bổ quả sẻ nhá. Chào đấy. Cháu thắng đặng nhá. Đây từ cái nút bấm của nó còn nguyên như thế này chứ các bác. Giá à, không dùng là lạc nhưng mà không ai vẫn bán được là được không? Máy nổ rất là êm luôn ạ. Đây cháu nổ luôn ạ. Mà lòng nâu, yên nâu trông rất là sang chảnh đúng không ạ? Nhưng mà vẫn chưa có bác nào yêu em nó. Đây. Bản 160 cho các bác nha. Rồi, ok, không cả. Rất là tình thương, mỉm thương rồi. Đấy, xem lên trên này. Mình mà buôn lạc giá thì nhiều anh em buôn vỗ mồm. Thế là anh em nói thật.
Anh Quang Lương hỏi là anh ơi có con xe nào vừa tiền đi ăn đi làm không ạ? Đi ăn đi làm còn hơn đây ăn luôn. Nói chung là mình ở đây thì ai cũng muốn mua được hợp lý. Thì đôi khi nhiều con xe phải mua tới giá chứ không phải là lạc giá. Nhiều con xe đẹp thì anh em đất đẹp mảnh đất đẹp nhà đẹp đòi mua rẻ không ai bán đâu. Thật sự người ta có của, anh em ai biết ấy, em người ta có của, người ta có đồ, mua nhà đất ô tô xe máy mà mua rẻ. Rẻ thỉnh thoảng thôi chứ còn không có giá rẻ đâu anh em ạ. Anh em ạ, thật sự ra chỉ có người mua nhầm với người bán không bao giờ nhầm nhé. Người mua nhầm người bán ít khi nhầm lắm. Thế khi tưởng rẻ hóa ra lại ăn quả vớ vẩn là chết ấy. Nên cái gì nó có giá của nó hết nhé. Mình đây là lép căng rồi. Vâng ạ, cháu chào tất cả các bác. Phạm Tráng đã chia sẻ với Hoàng Kiên nhá. Dạ vâng, các bác muốn xem bất kỳ những dòng xe gì tầm giá tiền như thế nào, các bác có thể comment để cháu và bố Kiên có thể lên chi tiết từng xe cho các bác nha. Anh em Lạc Đà, Nguyễn Hiền ok ạ. Đây. Con này đòi 25, con Jim đòi 25 triệu, giả 18 triệu. Mình bấm một câu luôn là vàng án. Này lên 19 không mua, không thèm mua. Mình kiểm tra máy chất là mua. Ở đây con này đi. Vâng. Nhiều con khác. Cho các bác lên một em Way RS cho các bác nha. Bố có thể kiểm tra giúp con 29M1 ạ. Bây giờ bố vuốt lên đây. Đây. Meo đây. Biển số đi. Có quay vòng. 29M1 ạ, 10297 bố có thể kiểm tra giúp con đây. Đấy, ngoại hình của nó cho thấy là có xước sát nha các bác nha. Chờ. Là có xuất sát đấy ạ, biển 29F, biển Tây Hồ ạ, 10297. Đây. Đời 2012 giúp cháu ạ. Bác thể quay cho con mặt trên này. Đó, giao diện em nó là cũng bình thường thôi. Không phải là hạng hoa khôi gái xinh đâu đây ạ. Đó, 2012. Rượu nhạt bán người nhớ nhá. Mua là 8 triệu mốt rồi. Mua 8 triệu 1 rồi, cộng em 7 triệu. Em nói đi. 9 triệu 8 cho các bác em này nha các bác nha. Rồi, đây. Rồi, 29M10297 ạ. 10 triệu 539 nghìn, trừ đi 2 triệu rưỡi, xanh đen 2012. Đến 2 triệu rưỡi, Lê Sơn Hà. Lê 2 tổ cụ. Một rộng, ok. Rồi, em nói đi. Rồi, đây. 9 triệu tạ, 9 triệu mấy ạ? Vừa nay bố 8 triệu 1 cộng với cả 1 triệu 7 là 9 triệu 8 cho các bác em này nha. Các bác nào ưa thích có thể nhắn tin với các bạn online, các bạn sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác đấy ạ. Đâu. Thực ra đây, cho con xin lại. Con tả hơi miên man đấy, con đấy like, tả đi tả lại mãi nhá. Tại vì bố đang nói chuyện. Không. Đây, lên các bác tiếp tục. Con mà cả vừa đến trường. Vâng. Tin 18 triệu. Con đói cả bên trong. À, bên 800 rồi. Một em Vespa LX cho các bác nha. Trắng như Ngọc Trinh đây ạ. Đấy, 800 rồi. Cái gì đấy? Mảnh này. Mảnh hát là hết 800. Đấy hàn rồi chứ. 800 hàn sơn tỉa và 200 bao nhiêu. Ô không hàn. Sao bọn này khói nhỉ. Hàn nhựa cái gì à. Này khói nhỉ. Tôi like con này đi. Con này kiểm tra lại, kiểm tra con này sao khói nhỉ? Sao khói mù này? Kiểm tra ga phát ra ngoài kia ga, mùi khói mù. Một em Janus chào các bác nha. Học sinh, sinh viên ạ. Ô, con vừa tắt đi rồi mà lại xong. Điện thoại làm sao? Đây là chưa bác một em Janus chào các bác nha. Màu đen chưa bác mệnh thủy mệnh mộc ạ. Giá rất là học sinh, sinh viên thôi. Đó. Thực ra là các bác nào, em này là đời 2016 giúp cháu ạ. Đây. 2015, 2016 đây.
Biển em nói đến từ 35, dê núi cho các bác nha. 35B2 ạ. 14697. Đây nào, thì dê núi nào thì cơm cháy đây. Bản khóa chìa. Biển số em nó là 35B2 14697 ạ. Đây, anh Quang Lương ơi, vừa nãy nhà em vừa mới lên Way RS ấy anh. Có em nói có 9.8 thôi. Quay xe đi. Quay anh có thể tham khảo em đấy nha. Tháng 11 2016 anh em nhé, bán em 15.500. Ôi bán nó nhanh 15 dạ. triệu. Dạ. Zanos rồi ha. 16. Vâng ạ. Được, mạng đây. Đấy thì chịu. Máy đấy chịu. Ờ tí gửi cho gì tí. Tí cứ lưu vào. Hạ triệu. Đây con. Chè ngon đây anh em nhé. Đây, vừa nãy là Zanos rồi, nhưng mà nếu mà các bác muốn thích đi cái sự thoát máy hơn, muốn đi của Honda thì cũng có thể chuyển sang MV dừng giúp cháu nha. À, vừa hạ 1 triệu con xe ra lớp. Trời ơi, lủ củng đấy. Phạm Tráng, con em xe Đài Loan, Lào hay xe mà kia, ok, cảm ơn Phạm Tráng nha, chia sẻ cho anh em Đài Loan với Lào cho anh em trên đấy. Dạ còn vâng. Mấy anh em bên đấy cho nó tít mù cái. Mấy anh em Việt Kiều để đem tiền về cho đất nước. Dạ vâng, chào chào tất cả các bạn đang xem livestream nha. Dạ vâng, chú Trọng Đỗ. Đây, lên bác một em Vision đi ạ. Đây, em này là cũng giá vừa vừa phải tiền thôi. Biển em nó là 98 Hưng Yên 89M1 ạ. 117-134, bố có thể kiểm tra giúp con. Màu đỏ quay này bọc hết cho bác luôn nha. 229 gì? 89M1 ạ, 117-134 của nhá. 15.500 anh em nhá. 2012. Con nổ máy, test nổ máy. Đây, nổ xe ơi, con xe lớn vừa rồi là nó để nó nguội máy nó hơi xì khói. Không sao đâu. Mới rửa chế. Mới rửa chế. Đấy. Đấy. Đó. Thật ra là cháu thấy vẫn rất là nhiều bác ưa chuộng những đời Vision đời 2012, 2013, 2014 này. Vừa tại vì nó rất là già, nó rất là vừa phải. Với cả khi mà các bác ga lên nó có một độ êm, độ đì nhất định. Bác có thể nghe đúng không ạ? À, nó lên từ từ chứ không phải nó lên cao vút như những dòng đời mới. Em mới mua nguyên Xuân Hiển ok. À, Liên Man ok. Rồi tiếp theo con xe vừa khói đấy cho các bác. Vừa nãy em này đấy, cũng phải đi kiểm tra lại cho các bác nha. Một em Vespa IE trắng đây. Ăn 400.000 lớn. Không hàn nổi gì. Anh như hàn được bọn khác là hàn ấy. Ba mẹ bọn khác là hàn. Đổ lên cứ vô đi. Ba mẹ chỗ khác hàn. Anh em ạ, anh em SH Việt Nam đừng có độ lên nhập những thứ độ lóc cái đồ vỏ tái chế, nhựa tái chế không hàn được, mẹ đắt lắm. Anh em xe nào nhà sản xuất người ta thiết kế rồi đừng có chế cháo lên làm cái gì. Chế cháo là xe để bán thì rẻ thì lỗ xong cuối cùng. Về giờ hàn không hàn được. Các cái nhựa đen này mà cái đồ nội nó nhựa nó tái chế nó đếch hàn được đâu. Đồ đều. Thế nhưng anh em đừng độ về cái nhà sản xuất người ta làm rồi, từ cái bóng đèn cái ô tô xe máy đừng độ. Độ lên vừa phí tiền mất tiền. Đây. Bán Vespa không IE cho các bác nha. Ô tô cũng thế, body kit kèo có thứ vứt đi hết, chả được cái vấn đề. Anh Phạm Tràng có hỏi là nhà mình có xe Jeep màu sáng không ạ? À? Màu sáng. Này 8.5 triệu nha anh em nhá. Jeep màu sáng. 8.5 triệu nhá. Xe này xe chế cơ nha, anh em nào có nhu cầu nếu ăn xăng thì bên mình sẽ tặng em một bộ tích cầm xăng. Anh em bỏ thêm 300.000 nữa nhá, mình có một bộ tích cầm xăng nha. Nếu mà xe này nếu nó ăn xăng còn đây anh em không ăn thôi.
xe nào nhà mình anh em mua xe nhà mình dòng chiến cơ và xe nào ăn xăng và trước mua nhà mình rồi nhá, anh em có thể mang lên bên mình xử lý cho lắp cho anh em một cái bộ tiết kiệm xăng, tiết kiệm xăng lắm. Một vòng lại lần nữa đi, 8,5 triệu. 8,5 triệu giá rất là vừa phải tiền, các bác có nhu cầu mua những ai mua xe đi đi đường ngắn thôi ạ. Đó, những ai mua xe nhà mình rồi mà những dòng chế cơ kể cả dòng xác và tất cả dòng xe nào mà nó ăn xăng nhá, xe ga ăn xăng, tu xăng như uống nước, qua mình lắp cho bộ tiết kiệm xăng mất 300,000, trong đó cả công lắp thứ thôi, mình giúp hộ thôi, ăn ít lắm, nó giảm được 30-40%, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Những dòng xe ăn xăng mình đã xử lý được cái xe ăn xăng rồi nhé. Mình lắp cái bộ tốt lắm, bộ tiết kiệm xăng mà nó lành lắm. Dạ vâng, cũng đã rất là nhiều bác đã sử dụng bộ đấy nhà cháu rồi và đã đưa ra một feedback rất là tích cực đấy ạ. Bộ tiết kiệm xăng ổn mà mình mấy bao năm nay mình vẫn lắp. Dạ vâng. Đây, anh Phương Khả có hỏi là nhà mình có WS đẹp không bố? WS đẹp, đẹp lắm, chưa chắc còn ạ. Chưa chắc đã có bác, các bác có thể nhắn tin với các bạn online nha. Nhắn tin mình không nắm được đâu, các bạn marketing chắc các bạn còn nắm chắc hơn mình. Dạ vâng. Lên cho các bác một em Way Alpha, em nó đến từ Bánh Đậu Xanh Hải Dương đây, 34B4 ạ, 56932. Một em bản màu xanh tím thang, một trong những cái bản đã từng rất là hot đây ạ. Và vẫn rất là đang nhiều bạn đấy, mua 12 triệu à. 20 cho các bác luôn nha. Giảm con này 500. Không em chỗ 7 nhá. Tên em nó là rượu nhạt bán người nhớ. Mỏng lắm nhỉ, buồn mỏng lắm. Buồn quầy nhỉ, lúc chán lắm nhỉ. Buồn quầy mỏng, người bán khó khăn này, mua khó khăn. Mỗi bên nỗ lực lên tí lèo nhèo em ạ, buôn cái giọng quê buôn mua mặc cả lèo nhèo mà mua được 12 triệu con xe này nó cả vấn đề em, trông vất vả bắt buộc người nhiều lúc nó bẩn hơn, nó bẩn người tí nhưng mà được cái dễ bán, ác cái đấy miếng mỏng dễ bán, đời nó không như đơn giản đấy, dòng mẹt qua giờ nó khó bán hơn dòng Toyota, Hyundai, Toyota Vios miếng Vios mỏng chục triệu ấy. 50 triệu nó bán mẹt cái phải tầm 100-200 triệu mới mua. Thôi giới thiệu anh em đây, con này dành cho những anh em nào mà là dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường, dành cho các cụ nào mà ra bãi trông xe để lấy ô tô tỷ phú thời gian đấy, không có xe để vất vả gốc cây các thứ, nó không là trộm cắp nó để ý đúng rồi, bán người đi uống rượu, bán những anh em đi rượu cũng ăn bắt. Anh em công an bắt là biên bản phạt 5 triệu thì thôi. Bỏ xe các bác đi Grab về. Bỏ xe đâu, bỏ xe cũng phạt đấy. Vâng. Chống đối không được. Ôi giời ơi, đấy, thế là không 5 được triệu cũng phải nộp nhá, xe 3 triệu, 5 triệu phải nộp. Con ạ, không đơn giản đâu. Đừng nói chung là thôi các bác uống rượu say nên gọi anh Bi với cả anh Grab rất là ok, hân hoan chào đón các bác, đưa ba bác về nhà. Đấy. Không nên làm sai quy định, không nên làm sai, làm trái pháp luật các bác nhá. 6,5 triệu em nhá, bản FI máy nổ xinh xinh ra đây hạnh phúc. Máy nổ xinh xinh êm luôn. Attila cho các bác, mở cốp ở phía trước. Bản phun điện tử. Con này nó tiết kiệm xăng, máy rất chất nhá, giảm sóc trước sau ngon, xe này xe chất đấy. Đây, màu đỏ nhá em, căn em nó thích dán màu hồng. Đây này, màu này màu dán nhá, đây cái khe đỏ này. Làm xong chữ sau ngon lắm, sỏi bốc ra giật mình luôn, bơm lốp tí, cảm giác hơi nặng lái nhỉ, cảm giác con này nó hơi nặng lái. 6,5 triệu nhá, đây non hơi này anh em này, đấy, hơi non non, bơm lốp trước lên thế, bơm lốp trước lốp sau lên thì anh em đây mình không đi thử mà mình biết là xe lốp non, vì nói là cái kinh nghiệm mình lái xe đây, anh em. Bơm lốp trước lốp sau căng đét rồi, không đi mà biết lốp sau trước lốp sau, anh em biết là xoay tay lái là mình đã cảm nhận nó nặng rồi, mình biết là con này nó dòng lốp rồi chứ không phải là nặng lái, không phải là do bát phốt đâu. Đấy, vì mình đi xe 6,5 triệu một con xe mà là dạo qua phố phường, dạo qua thị trường yên rất rộng, cả gia đình đều đi được cho các bác nha. Vâng, Way Alpha đi ạ. Những dòng xe quá là phổ thông, không quốc dân, siêu rõ ràng. Không còn số tự động đâu, chị Hoàng ơi, không có số tự động. Đây, một em Way Alpha màu xanh dương cho bác là mệnh thủy mệnh mộc đời 2021 ạ.
Lực cao Gota phổ thông cho người Việt Nam thôi, anh lực cao. Dạ đúng rồi ạ. Anh Tuấn Mai rượu nhạt bán cho người nhớ đúng không ạ? Đây là một chiếc rượu nhạt bán người nhớ nhá, rất nhiều cái xe rượu nhạt. Nào cổ gái giữ giá. Nào phải đi đi mấy năm mà lỗ 1 2 triệu. Chết rồi. Xe à. Cổ nếu giữ giá thế. Biển em nói đến từ 36 xứ Thanh luôn cho các bác nha. 36B8 ạ, 2797. À 27952. Tháng 3/2023. Mua là rẻ. 3/2023 con này rẻ nhỉ. Rẻ thế. Ba rẻ, giá yêu. Thôi rồi. Lên 3. Con này mua 11.700.000. Rẻ đi. 2023 nhá, 14/7 trừ đi đen bạc xanh nhăn bạc tháng 3/2023. 27/2. Nguyễn Ngọc Nghĩa, thôn Đông Môn, Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Lên 3. 11.700.000 nhá, lên anh em 2 triệu nhá, bản 2023. Kimet đi bạn 2. Con này lốp con này. Con này giá yêu anh em nào ai mà mua về con này quá rẻ, mua 11.700.000. À mẹ ồ con này nhập. Đến lúc đó là 2021 mới đau đời nhiều lúc đó. Tưởng rằng ngon thôi, đấy không ngon đâu. 2021 đăng ký 2023 thôi, xe đời 2021. Đấy, một chiếc xe thôi, xe rượu nhạt bán người nhớ, xe rượu nhạt đấy. Đấy, 2021 ạ. Máy thì thầm anh em nhá. Lốp vẫn nhìn theo xe như xe chất. Con này như xe 2023 luôn. Tù cho 4-500 con này cho dễ bán. Ok bố. Những chiếc xe rượu nhạt này mỏng lắm anh em ạ, anh em có ai dám buôn không? Buôn nó chả thèm buôn. Kể cả mấy ông đại lý hét Honda bán xe mới dòng này mỏng lắm, buồn chán nhọc. Thế nên buồn là nói là chán. Ưu điểm cho các bác mua xe chứ ạ? Nó là rau dưa thôi nhá, nó chỉ rau dưa thôi, không có vẹo gì. Nói chung là đủ tiền anh em trả lương công nhân, nó thật là chi phí cộng thế mình được, nếu mà cộng 1.7 triệu mình được 200k, cộng 2 triệu thì không nhận mình được 500. Chia sẻ anh em nói thật, chưa có điện đóm trong đấy nhá, chưa có điện đóm, chưa bia rượu, chưa có tí gì đưa vào mồm. Thôi tôi làm em này chắc miếng to hơn này. Suzuki anh em nhá, Suzuki GSX quá smart key, quá đâu rồi, quá smart key, quá đâu, à đây rồi mở. Bản FI nhá. Các bác này à, các bác mua em này đi tán gái đúng bài nhá. Các anh thôi, các anh tán gái của các bác đi tán gái các cô, ba gái ba cái ông này đi tính. Sao lại đi? Ông này vẫn còn đi tính, vẫn còn mấy con xe này. Rồi đấy, tên em nó là gọi đấy nhá. Đây. Đấy, xe này em quay cho các anh mới, thanh niên mới, ạ. Mới tên là 65 triệu. Một vòng cho anh thanh niên đây. Em đến từ rừng cỏ đồi chè nhá, quê là cái nôi của mùng 10 tháng 3 ngày dỗ tổ vừa rồi, các cụ nào đi con này lên Phú Thọ cái là đỡ bị bắt nạt, nhà nghỉ mới quán cơm mới đỡ bị chặt chém. 19P129937 cho các bác nha. Một em GSX ạ. Đó cho các bạn thanh niên đi tán gái. Đăng ký 29. Để em 29 triệu, mới tinh 65 triệu. 29 triệu anh em nhá. Con giảm 4 triệu con này. Giảm là gì bán? Tất cả rẻ rẻ đi chứ bán. Đây, có bác hỏi xe Zim ở trên này đây bố ạ. Đây rồi, chờ cứ chờ, lúc bình vâng đi. Ạ. Ô, con kia lùi 3 tiền bố nhở? Bố ấy gửi hết tích lùi. Căn ốc nhà cho ra đi cháu ạ, đúng rồi ra đi ngay mà. Giờ các bác giờ chỉ có vui thôi, các bác giờ các bác mà đi tán gái rồi chết rồi. Thôi các bác đi tán gái à? Sao con này? Thôi rồi. Cháu xin lỗi nha, cháu thử lỗi cho cháu nha. Đấy các bạn thanh niên, hoặc là kể cả các bác chở vợ cũng được nha các bác nha. Lên cho các bác một em lít màu xanh đen đi ạ. Đó, mua cho các mẹ, tặng các vợ các mẹ này ạ. 29S6-73570. Thay sách đen rồi. 28.500 nhá, 2019. Đấy 2019, đi được hơn 8.500 cây. Khóa chìa nhá. Bản đèn xi lông. 28.500.
Đây cho anh em nào mệnh thủy, mệnh mộc, rất là hợp nhá, mệnh hỏa thôi nhá, mệnh hỏa đừng mua. Đấy. Nhưng mệnh thủy, mệnh mộc rất là hợp nhá. Cái đó liên quan đến phong thủy một tí. Đây, liên quan đến phong thủy anh em ạ. Các bác nào vi tâm. Đấy, quay gần. Má chìa anh em nhá. Mệnh thủy, mệnh thổ thôi nhá. À, mệnh hỏa, mệnh thổ thôi. Đấy, nếu mà gia đình cùng đi thì đành phải chịu thôi. Còn nếu mà đúng mệnh thì xe này dành cho người mệnh mộc, mệnh thủy rất là hợp nhá. Đi dòng xe này thì nó là quá may mắn luôn. Bản pha đèn xi lông, pha đó còn sáng cho các bác nha, mặt xinh. Em này thì cũng được khoảng 9 điểm rồi. Anh vừa qua mình có xe Vision mua con màu xanh ấy, mấy đứa em nó gạ mua bán, mình không bán. Gạ mua mình không bán. Tôi nghĩ liên quan đến nó thuận với mình nhờ, nó như người bạn mình nhờ, mình cũng không muốn bán nó đi. Thật sự là con Vision ở quê nhà mình á bố. Ờ, nó liên quan tâm linh, cũng chả phải tâm linh như cái là thôi mình. Một xe bán được tính được gì. Mình làm ăn cả năm cả đời có xe để đi nhá. Mua cái xe nào mà cảm thấy nó hợp với mình ấy, thì cảm thấy may mắn. Nói thật thì cũng không ai muốn bán đâu. Đấy. Tôi ghi thế thôi, mình cũng là kinh doanh nhà mình rất đông, nhưng mà vì thật ra nó là những cái thay đổi. Tôi ghi mua cái xe nó hợp tuổi, hợp mệnh, quý mến. Đấy, xe này dành cho anh em có thể màu, nó thuộc về màu lưỡng tính nhá. Kim, mộc, thủy, thổ đều có thể chơi được hết. Đây, anh em mua vào này. Đời 2012 cho các bác nhá. Cháu nó là lưỡng tính nhá. Nó không có cá tính, nó không có tính gì đâu. Nam nữ đều đưa hết. Xe dành cho ai kim mộc thủy hỏa thổ nhá. Đều vừa hết. Biển em nó là 29U1 ạ, 09429 cho các bác nha. Đây gọi là bản tem chuột cho các bác ạ. Còn hai chìa khóa cả đôi luôn. Xe vẫn nổ máy từ vừa nãy đến giờ cả. Xe gia đình đi được cho bác nha. Các bác đi chợ này, đi ăn, đi làm này. Không nhìn nó đâu. Ai chỉ đây. Cốp để siêu 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 rộng nha. 29U1 ạ, 09429. Không nhìn nó đâu. Màu nâu. Đó. Con này vừa mua ra. Các ông các bà đi phù hợp ạ. Không thấy các đâu. Các mẹ các chị trầm tính đi giúp cháu. 09429. Này nhanh nhé, bảo thiếp mua nhanh xong nghỉ thôi rồi đấy. Mua là chốt không có nghỉ đấy, không ai tiếp đâu. Đây. Dạ vâng. À, Nguyễn Cảnh cháu mời mà tối qua bác ăn sung mà. Cảm ơn Nguyễn Cảnh nhá. Anh Nguyễn Tuấn muốn xem con Jim đứng cạnh con quay đỏ, chút nữa em sẽ lên like cho các bác ạ. Minh Hoa tối qua nhìn ăn tối của người lao động mà nhìn sang quá. Anh Minh Hoa ok, ăn uống giờ. Ăn uống người nghèo giờ, anh em ăn uống ngày xưa các cụ mình nhà nghèo giờ mới sống lâu. Mấy ông nhà có điều kiện ăn hốc át mà giờ đứt vẽ hết. Nên bây giờ là ăn uống nạm bạc thôi em ạ, ăn được đâu. Mua 95 à? Mua 95 ạ. Mua 95 cộng em 2 triệu. Xe này nhá. Quay một vòng đi, 9 triệu rưỡi cộng 2 triệu. Bản tem đuôi chuột nhá, nó là tiệt bản tem đuôi chuột, bản tem cao cấp nhất, hết đời này là hết sản xuất luôn. 11.500.000 các bác ạ. Đây, màu nâu các bác nào mà trầm tính này, hướng nội này, chọn cho những cháu em này nhá. Anh Cao Phong, rất kiên, sống chân, chất, mãi đẳng cấp, uy tín. Dạ vâng. Okay, cảm ơn anh Cao Phong nhá. Cháu vẫn rất cảm ơn tất cả các bác vẫn đang xem livestream nhà cháu đây ạ. Sống cũng đơn giản mà, có gì đâu. Cuộc đời đôi khi nó cũng chỉ thế thôi. Thôi chỉ thôi thế thôi. Thôi thế thôi thì cháu sang Nova Grande cho các bác đây ạ. Thực ra là đây. Nguyễn Lợi cầm đố, cái cảm ơn anh Nguyễn Lợi nhá. Anh có con NH. Vũ Đình Phượng chào Hoàng Kiên, chúc live thành công. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Nguyễn Trung Tá, anh có con NH 2011 mới làm, cần bán giá 150k. 150k em con của anh Nguyễn Trung Tá. Anh Nguyễn Trung Tá ơi, có thể inbox vào em hoặc anh ghi rõ cho em hay anh đánh số đi. Sếp này chắc cũng ngại, vừa ngại công nghệ đánh máy đi. Nhiều lúc cần kỹ năng đánh máy nó hơi bị điền, nó hơi liền.
Nhưng mà phải nói là rất là cảm ơn anh, nhưng đã rất cái comment của anh rất là cố gắng ấy, từ như nó hơi dù dịt vẫn là không vấn đề gì cả. Anh có thể nhắn lại cho em một lần nữa đấy. Hoặc là các bác có thể Nguyễn Trung Tá nhá, inbox luôn với các bạn online nha, gọi luôn cho các bạn, gọi lên liên hệ luôn số hotline đang hiện trên tổng, màn hình. Tổng cỡ Nguyễn Trung Tá, tổng cỡ Trung Tá viết chữ hơi dù dịt đấy. Đức rồi, ra sang này đi. Anh có thể comment lại cho em một phát nữa để em đọc cho nó kỹ. Em cố hiểu rồi nhưng mà không hiểu. Noza Grand cho bác 29C1 Hoàn Kiếm. Nguyễn Trung Tá này bác. Nguyễn Trung Tá nhưng mà bác Loan, bác Loan Trung Tá này. Bác rụt dịt quá, chữ hơi rụt dịt tí. Thông cảm nhé, em nói vui thôi. Nhưng đấy là anh có thể comment lại cho em thật rõ. Hoặc là các bác có thể liên hệ luôn trên hotline đây ạ. Gọi luôn, không phải nhắn tin gì mất thời gian các bác đúng không ạ? 29C1 Hoàn Kiếm luôn nha, 46215. Thực ra là các bác sẽ để ý này, 19500 nhá, bản 2015. Vâng, những dòng Noza Grand này chỗ để chân rất là rộng, các bác ngồi sẽ rất là thoải mái. Bàn chân của mình này sẽ vuông góc với mặt phàn, mặt sàn phía dưới này, rất là thoải mái ạ. Nên là những vấn đề liên quan đến cột sống là về những chiếc xe khác sẽ không còn nữa. Ý cháu muốn nói là như thế. Ok Minh Hoa, chờ tí con theo mình trên nhá. Con theo mình trên đi Minh Hoa ơi. Dạ vâng, đây. Đang bán này, Jim đang bán này, anh em đang bán này, Thiệp đang đàm phán đấy. Đây. Tao sau bao giờ sẽ hay hơn. Lương con này bố nhá. Ok, lên cho các anh thanh niên hoặc là các bạn sinh viên đây, một em Exciter màu đen vàng luôn cho các bác ạ. Các bác mua về cho các bạn đi này, biển 17B2 ạ, 21177 cho các bác. 20 triệu nhé, em vàng cho các bạn thích nổi bật giữa đám đông, cháu nổ để máy lên luôn. 20 triệu chấm hết luôn, lốp một về chân về chất lượng xe ở Hoàng Kiên thì nhà cháu đã có một đội kiểm tra chất lượng xuất xưởng hết rồi. Nếu mà các bác thật sự ưa thích, các bác có thể cộng ngay trên livestream đây ạ. Sẽ được một cái giá ưu đãi tốt nhất khi mà nhà cháu trên live. Nghỉ ở muộn này, đến muộn lắm. Một chiếc giá rất là hợp lý rồi ạ. Đây, có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng luôn. Em đến sớm nhờ anh nhờ, đến muộn nhọc rồi. Mai đến muộn, đến sớm thì xem. Đến muộn quá nhọc. The Line nói rằng dạng cả tiếng đồng hồ rồi không đến làm cái gì đấy. Sắp tới là 30 tháng 4, 1 tháng 5 đúng không ạ? Các bác chưa có dòng xe, các bác chưa có những em xe nào mà để đi lượn phố phường, đi vui chơi thì đây. Lên cho các bác một em SH bản 150 cho các bác nha. 160 đây ạ, màu đỏ, vừa nãy là lên màu trắng rồi. Để lên màu đỏ cho các bác Mệnh Hỏa Mệnh Thổ nha. Biển em nó đến từ 29E301157. À 01154. 95 triệu anh em nhá. Biển Đống Đa cho các bác. 1/60/9/2023. Đi được 4.700 cây. Nút bấm của nó còn đẹp đây. Ô, con Jim đắt tiền này vẫn còn đây chiều nay. Con Jim đắt. Bây giờ con Jim đắt tiền, con Jim gần 100 triệu chiều nay nhá. Có Diêm Thái gần 100 triệu chiều nay nhá. Anh em vừa rồi anh em có người cọc rồi nhưng mà lại vợ không cho mua nên là lại để lại chiều nay muộn này, lúc này nó đông người xem live tập này, nó cuối chầu rồi. Em toàn cho bộ phim toàn hay cuối chầu, lúc ngon phải trả kê ra toàn mẹ. Là thôi bảo nhá, bắt đầu tiên ấy, bắt đầu lượn lên live ấy, lúc mới bắt đầu người ta xem ấy, mày phải cho mấy con xe này ra. Anh biết rồi, cả mấy con team trong kia phải rơi ra ghê đây nhá. Lần sau nhá, ngon này mẹ cho toàn đấy mẹ. Mẹ nhiều lúc các cụ ở bán hàng, nhiều lúc phải bày ra cái ban đầu ấy, không phải bày ra hàng nhá. Ông bán hàng không phải bày cái gì ngon, toàn xe vớ vẩn ra ban đầu, xong cuối cùng gọi nó mất độ hot. Kê ban đầu, em cứ bày ban đầu cho anh nhá, lần sau cứ kê ban đầu ra, những cái loại này, dòng xe này lên kê ra. Đúng không? Mấy con Jim cũng có thứ kê ra cho anh. SH đây hổ.
ông cho ra mấy con GT Suzuki, GZ, GSX nhỉ. Cứ phải nhắc nhở các em anh em ạ, nhiều lúc này thông cảm. Đây đây, tiếp con này. Ui. Cuối để... này anh em ai xem anh em hơi nhọc. Rồi sau con tắt để. Rồi. Đây. Noza cho các bác ạ. Đây. Biển em nó là 2S6 ạ, 63190. Ừ. Ừ. Noza Grand. Đây, cháu kiểm tra em nó nào. Không gọi là 2017. Xinh xắn. Gần như là không xước sát một chút nào cho các bác nha. 23.500. Mà pha kính còn đẹp, còn trong mặt xinh. Ban đầu em cứ dắt con đẹp nhất. Trên... ăn ngon ngập mồm ngập mõm, xong bắt đầu dần dần mới cho ăn mẹ rau dưa, dần dần đấy đúng không, xương sọ. Con này rồi sao, rồi chưa, con này rồi đúng không, đâu con này rồi, rồi con này rồi. Đây con chim này, đây xe chim này nha này, đây xe chim này, con xe này à? Con xe hôm mình mua 35 triệu cộng 5 triệu này, mà em quay vòng đấy. Con gì mà đời 2004 chống hết luôn. Xe này con này cũng bị dỡ cọc này. Hãy đổi con cọc khác. Ôi. Anh giáo viên có con ơi ép dành anh cho anh Cường Nguyễn hỏi giá bán bao nhiêu bạn ơi. Bạn kia không biết, nhưng đội kia có con UAS quanh co lao không. Có UAS nào bác ơi? Anh nhà viên bán nơi địa linh nhân kiệt nhưng vẫn giữ chọn tỉnh quê Đông Kiwi, Đông Kiwi. Dạ vâng bác. Anh con Jim Việt nào đẹp không? Anh mày bác đấy, con này đẹp lắm nhá, con này 2004 hàng hiếm. 2004 hàng hiếm có khó tìm. Con gì mình trước bán 125 triệu rồi. Con gì mình trước mình bán 225 triệu năm ngoái. Bây giờ bán chưa 100 triệu. Chưa bán 125 triệu. Con đấy trước mình mua 120 triệu đấy. Con tìm thấy đấy nhá. Em làm video trực tiếp em mua con này. Trước con mua con này là trước mua 120 triệu, mua của hai anh em ở người ở Đan Phượng đấy. Cộng 5 triệu bán cho một đại gia ở đường Chùa Láng đấy. Thế bây giờ em bán ra có chưa đến 100. Ngon, xe chất cực luôn. Xe chấm hết luôn. Không có gì phải chê. Nhưng mà để chiều nay lên like. Đấy. Con này chơi em mua lên trong này không thể chê. Ừ, ai con lục 6 à? Ừ, nào mẹ sao mẹ được con này. Con này hôm em mua anh nhìn thấy nút này công tắc này. Đẹp. Đấy. Con kia 35 triệu cộng 5 triệu. Con này vừa rồi thiệp báo bao nhiêu nhỉ? Bán 97 trên 8 ấy. Ờ ok, cảm ơn nhá. À xem kệ. Đang buổi live đây. Chào anh em nhà này đang buổi live. Chào. Rồi, 50.000 anh em xem. 50.000 đồng nghìn đâu đó. Tên anh em giới thiệu tên. Vâng, em Nguyễn Quang Hiếu. Nguyễn Quang Hiếu. Chủ quán gà Mạnh Hoạch. Chủ quán gà Mạnh Hoạch ở chỗ em ở chỗ Chu Định ấy. À chỗ Chu Định à? À thế thì tuyệt vời nhỉ. Ok, cảm ơn Hiếu nhá. Chủ bạn em ở đâu nó mới quay. Chủ quán gà Mạnh Hoạch đấy ạ. Đấy. Dạ. Bạn Cường Nguyễn hỏi cái xe Noza vừa nãy là bao tiền đấy ạ? Chiều nay like con này. Các bạn online sẽ báo lại giúp cháu nha các bác nha. Mấy nhiều bao nhiêu lại bên online đấy ạ. 2-3 triệu. Không quên mất rồi. Vừa rồi thiệp là báo 9 mấy nhỉ? 97 triệu. Năm ngoái bán 125 triệu nhưng mình mua 120 triệu. Bây giờ thì vì bây giờ vừa rồi đất đai vừa rồi mới lên được tí rồi, bây giờ thấy đất đai rẻ đi, giờ mình gym cũng rẻ theo. Đất lên thì gym lên và đất rẻ thì gym rẻ. Đấy. Quay mẹ mà thôi là cố lại mẹ như đằng nào thế. Bao nhiêu ai sao cô quay lại nhanh thế? Vừa nãy vừa quay nhanh quá. Con gym 2024 con ấy nguyên bản xe chạy 2.7. Minh Hoa ơi. Con gym thai bán 97 triệu nhá. Các bác muốn xem hình ảnh năm ngoái có video mình mua 120 triệu các bạn online nha. Có làm video trực tiếp con này đấy, anh em nhìn chim, nhìn thái, nhìn chim nhỏ chót. Một hai đại gia ở Đan Phượng ra bán đấy, đòi 150, giả mãi mới được 120 triệu, chấm hết rồi. Đầu máy bao nhiêu? Đầu máy 51 nhá. Đầu bò này sơn xanh của này cho anh em nhìn. Để quay sang bên này,
sang bên này mới nhìn thấy Sơn Xanh. Anh em nhìn Sơn Xanh cho thấy uy tín nhá. Nhìn Sơn Xanh còn này, Sơn Xanh của Thái ấy. Đấy, sơn để chống hải pha này. Xe bên trong nó khác anh em ạ. Nhìn pha này. Xe này mặt trên này, xe tiền trăm nó khác anh em nhỉ, tím lịm này. Anh em nhìn này, tiền trăm anh em nhìn thấy đây này, nó còn đây nút này, HLP này, tay nắm benzin này, nút này, le này, yếm này, lốc máy này. Xe tiền trăm nó khác bọt anh em nhá. Ai thích chim tái gì mà đời rừng cây đời người làm con thôi. Bán 97 triệu không bớt một đồng. Đúng 97 triệu bán. Máy nổ chấm hết luôn. Con này đẹp các bác ạ. Có mỗi con đẹp duy nhất thôi. Đang là hoa khôi. Anh em tuyệt vời đấy, xe chất. Con chim anh em lấy Minh Hoàng ơi, lấy đi có gì bảo anh em gửi ảnh cho chi tiết đi Minh Hoàng ơi, mua 35 triệu chưa có cầu cước cầu bà đâu. Anh em mình đón từ Hà Tĩnh vào mà. Tốt con này là con cuối cùng. Quay RSX cho các bác nhá, đi ăn đi làm đấy ạ. À. Minh Hoa ơi, chốt con Minh Hoa làm con này, xe ngon lắm. Hơi xuống. Đâu, chưa ăn, đây rồi đang. Quay RSX màu đỏ đen luôn cho các bác, màu người ta phối rất là đẹp rồi. Đúng Honda. Honda có 21 triệu nhá. 2022 21 triệu. Xe mới tên là mới bán 26 triệu xe đăng ký vào mất 3 triệu rưỡi. Ta đang muộn rồi, thôi cho ca sĩ nghỉ không muộn hết. Yên áo đồ anh, đạc còn đẹp luôn cho các bác nha. Nguyên 95 triệu, 95 triệu, 97 triệu là gì đâu anh mua đi anh ơi. Đình Dũng đẹp không bằng em. Anh Văn anh Nguyễn Văn Thắng ơi. Anh cố cho em phát. Xe đấy Hoàng Hưng này chơi với Huấn Hoa Hồng đang ăn con quả lục 6 đấy, vào con chim thái đấy. Đang đấy, đang thích con lục 6 đấy. Em bạn thân với em Huấn. Đây vừa rồi bán cho em Hải Sa Ba con biển 26886 ấy. 26888. Làm được 150. Ông là vào Phật chơi. Vào Phật chơi đấy. 150 con ô tô. Làm được Hải Sa Ba TV. Nói rồi đây Hưng giới thiệu ông anh em trong nhà ông anh gọi là anh vợ mình chuyên các dòng biển tứ quý, tất cả dòng biển tứ quý. Đấy, đấu giá anh em chuyên đấy, thực sự là chuyên. Một trong là đây đang có một đại ca đang giả 95 triệu này. Minh Tuyền đang giả 95 triệu này. Nguyễn Văn Thắng giả 95 triệu này, thêm 2 triệu nữa là xong. Không có thì ca sĩ Hoàng Hưng chốt nhanh ông cứ nữa hết tô đấy. Thì đây hết là làm con lục 6 anh em ạ, đang đấu giá con lục 6. Con kim đấy sẽ về lục 6. Bởi vì trước mình đã phải mua 120 triệu mà. Thôi vẫn không quên là vẫn xe rau dưa này thôi. Mình có lương mình bán anh em ạ. Nên anh em đừng tính toán 1-2 triệu con xe ngon lắm. Một rừng cây một đời người không có đâu, kiếm con xe hơn trăm mới khó kiếm lắm. Chắc không, nếu bố không bán được, bố sẽ giới thiệu cho bạn bố. Bạn bố chủ dự án khu đô thị ấy. Con gì mấy hả? Có con thích con mua con trên trăm. Wow. Ba nữa mình không bán thì ba nữa anh em buổi like không ấy thì mình sẽ lại bán cho một anh em chủ dự án. Anh em chủ dự án nó nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn lòm dòm lắm, vừa rồi gửi mấy con nghe. Lòm dòm lắm cổ thuộc. Anh em chủ dự án bán các dự án, bán dự án khu đô thị rất nhiều tiền nhưng gửi ra nhiều lúc cứ phải hoãn với khoan với nhọc. Gặp Hoàng Kiên là phát là chốt luôn. Anh em ạ, nói thôi mình tính hợp lý mà, xe cộ rất hợp lý cho anh em. Thôi nghỉ thôi, anh em cảm ơn anh em. Bộ báo giá hôm vừa nãy chứ nhỉ? 21 triệu. 21 triệu con quay RSX cho các bác nha. Vẫn cứ bánh mì vào hoa hồng nha anh em nha. Câu chuyện vẫn cứ ăn thì trả hết nhưng mà vẫn cứ phải ưu tiên bánh mì vào hoa hồng. Đấy. Bây giờ cộng chế độ vô sản là thế. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Ai mà thích những chiếc xe nào buổi live của mình với huệ thì có thể liên hệ và báo cho Quỳnh rồi Nhung này rồi Long
hai bạn Nhung là Long để báo cọc. Anh em nhớ cọc nha, anh em đừng đến thẳng không còn xe đâu. Thật ra anh em nếu mà thật sự yêu em dạ, nào vâng. Nên cọc và anh em gửi cho thật ra cọc anh em trừ 1-2 triệu. Nó rất là đơn giản và thật ra cả buổi live khản khổ anh em thông cảm. 40 con người phục vụ này không đơn giản tí nào. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, xin chào hẹn gặp lại mọi người. Dạ vâng, chúng ta đã gặp lại các cô bác.